Đường Việt Bắc kéo dài, nối đường Thống Nhất với các tuyến đường Phú Xá, Gang Thép và Phú Hương, mang đến nhiều thuận lợi trong quá trình di chuyển của người dân. Tuy nhiên, đoạn qua phường Tân Lập đã xuất hiện một số điểm tập kết rác thải tự phát. Thời điểm cuối giờ chiều, việc đốt rác thải gây ra khói và mùi khó chịu cho người đi đường. Không có gì bằng cái đường nó quang, nó sạch, như là vệ sinh, nhưng mà khi mà không có các đơn vị thu gom rác thường xuyên ở đây ấy, thì rác nó sẽ bị chứa đầy ở nơi mà người ta dân vừa vứt được, thì nó rất là mất mỹ quan. Trao đổi với người dân được biết, sau khi tuyến đường được đưa vào sử dụng, một số gia đình đã xây dựng nhà ở dọc tuyến đường, trong đó có cả khu vực nhà trọ. Vì vậy, lượng rác thải đã phát sinh, trong khi đó vẫn chưa có đơn vị thu gom nên đã gây ra tình trạng trên. Người dân cũng rất là muốn là làm sao đó với công ty môi trường ấy là cho người dân ở cái tổ 2, nói chung dọc từ đây xuống đến ga Lương Sơn là có công ty vệ sinh ấy, đến là cho đăng ký để người dân coi như là nộp tiền được như các nơi khác của trong thành phố, để cho người dân được đăng ký để đổ rác. Công ty môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên cho biết, việc xây dựng nhà xưởng dọc tuyến đường Việt Bắc kéo dài đã tạo ra một số điểm tập kết rác thải xây dựng và sinh hoạt. Việc người dân đổ và đốt rác một cách thô sơ đã gây ảnh hưởng đến môi trường. Về cơ bản, cái tuyến đường Việt Bắc, cái đường khu vực từ giáp danh đường Thống Nhất vào bên chỗ Gâu thì đã sạch sẽ, nhưng chỉ còn một cái bộ phận là từ Gâu hất xuống thì bây giờ vẫn còn những hiện tượng người dân là mang những cái rác thải vứt ra đó, và lại còn có cả những cái tình trạng là đốt gây mất mỹ quan và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trước thực trạng trên, người dân mong muốn có đơn vị thu gom để xử lý rác thải được thực hiện đúng quy định. Do đó, chính quyền địa phương cần phối hợp với công ty môi trường để sớm khắc phục tình trạng trên.